Zombie Apocalypse. Chào tất cả các anh em đã đến với kênh của mình nha. Và mình là Gấu. Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với hầm ngục của ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua mình khá là bận nên mình đã không có thể làm clip của ngày hôm qua được. Và đây là tuần bảy liquid nha anh em. Mỗi ngày thì nó sẽ thay đổi một hầm ngục khác nhau. Và đây là chỉ số áo giáp của mình nha. Đây, áo giáp. Và đây là chỉ số vũ khí. Đây, anh em có thể quan sát nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với hầm ngục ngày hôm nay nha. Hầm ngục này là hầm ngục free cây nha anh em. Là không cần cây mà anh em vẫn có thể đánh boss được. Nhưng mà mình vẫn lấy cây để cho mình phải lấy tech lúc anh em, để cho mình hướng dẫn cho anh em những anh em chưa biết về tech lúc. Đấy. Hầm này rất là nóng nha anh em, anh em phải tranh thủ chạy thật là nhanh. Đấy. Ở hầm đầu sẽ là con raptor thì phải. À đúng rồi nha anh em. Hầm này thì mình chạy rất là nhiều rồi. Hầm này thì mình chạy rất là nhiều. Bây giờ mình chỉ run lại thôi. Bây giờ mình chỉ run lại cho anh em xem, cho anh em dễ quan sát về cách qua hầm này. Đấy. Hầm, ở cái mạng raptor này thì anh em có thể là sử dụng cung hoặc là kiếm gì đó chém nó. À, mình khuyên em nên dùng kiếm chém cho nó nhanh. Đấy. Cung thì không phải anh em nào có đam to, nhưng mà kiếm thì anh em chỉ cần nâng cái đam tay thật là cao lại là anh em có thể chém một cách rất là dễ dàng nha. Con này thì anh em cũng có thể sử dụng bola để ném và bắn nó nha. Nhưng mà nó không cần thiết cho lắm bởi vì con này nó khá là yếu. Đấy, khá là đơn giản. Ở phòng này thì có 3 cái rương. Đấy. Thì nhặt cho anh em xem thôi chứ thật ra mấy cái rương này nó cũng có gì đặc biệt đâu. Đấy, toàn thuốc không à. Đây, cây ở đoạn này nha anh em. Đây, cây trong này nha. Anh em phải lấy cái cây được thì anh em mới có thể nhặt được tích lúc nha. Không có cây thì không thể nhặt được nha anh em. Đấy, anh em phải lấy được cái cây nha. Đây này, cây đây anh em. Đấy, đây là cây nha, vị trí của cây. Rồi, bây giờ mình sẽ rung cái tech lúc xong rồi mình sẽ đánh boss luôn nha. À, ở đoạn này mình quay mắt ở đây có một cái rune frenium nha anh em. Đây, rune này rất là quan trọng nha. Anh em nào mà mới chơi thì lưu ý là nên nhặt những cái rune này nha. Bởi vì mấy cái rune này nó cực kỳ là quan trọng. Nó sẽ cho anh em những cái vòng đấy, ngẫu nhiên nha. Nhiều khi nó cho cả vòng vàng đấy. Trong là ngẫu nhiên. Đấy. Anh em cẩn thận chấp vơi nha. Thôi, rune frenium cho cái ghế này mà. Thật là đáng sợ. Rồi, bây giờ mình sẽ rung boss thôi. Boss hầm này thì là con Agentus. Con này thì anh em nào biết cách đánh ấy, thì nó rất là đơn giản. Còn anh em nào mà không biết ấy, thì nó cũng thật sự rất khó nha anh em. Bởi vì nó có cái skill đẩy lùi ấy. Anh em nào mà không biết là cứ bị nó đẩy lùi xuống dung nham là toàn ngay à. Nên là anh em là cần phải lưu ý con Agentus này rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ rung boss nha. Anh em cũng có thể là không cần nhặt cái rune tech lúc và để cái chìa khóa để dành cũng được. Đây, cái này là tùy anh em thôi. Đấy, tùy anh em nha. Ngày hôm qua thì mình khá là bận nên mình không thể nào lên clip được. Hôm nay thì mình có tí thời gian thì mình quay clip cho anh em xem. Đấy. Không phải dạo này thì mình rất là bận anh em à. Nên là mình không thể lên đều các clip được nha. Ngày nào mình rảnh là mình đều lên các clip cho anh em xem. Nhưng dạo này thì khá là bận. Đấy. Ở phòng này sẽ là con Cabo và con Sako nha anh em. Anh em bắn Cabo trước. Đây, không phải à. Hôm nay là hình như là 2 round. À đúng rồi, bắn Cabo trước này anh em. Đấy. Đấy. Bị nó cắn rồi anh em à. Đấy, anh em bắn Cabo trước nha. Xong rồi anh em chỉ có việc bắn cá sấu nữa thôi. Đấy, rất là đơn giản nha. Đấy. Con Cabo ấy thì anh em có thể sử dụng là kiếm để chém nó cho nhanh. Nói chung là tùy anh em thôi. Mà mình khuyên anh em là nên sử dụng kiếm ở mấy cái con này. Nhưng mình thì mình
nhát bức thịt của nó ra thì mình mới bắn cung thôi, chứ còn nó thật thì cầm kiếm chém nhanh hơn nhiều, nhanh hơn rất là nhiều nha anh em. Đây, đây là phòng của con Red nha. Red này chạy rất là nhanh, anh em đứng đứng giữ khoảng cách là được. Rồi một con đây, nó chạy rất là nhanh nha anh em. Nó rung, nó di chuyển rất là nhanh. Nó di chuyển nhanh thì mình cũng năng speed level và mình chạy đua với nó thôi. Đấy. Nó chạy rất là nhanh. Mà này thì con Red nó chạy rất là nhanh. Con Red ở trong hầm này nó rất là ba này. Đấy. Nó chạy rất là nhanh nha anh em. Tốc độ di chuyển của mình là cũng gần như là gần 200 rồi đấy. Mà cũng chạy nghề, chạy coi như là ngang nó thôi. Nhiều khi là thua nó luôn anh em. Nó chạy rất là nhanh. Năng speed là gần như là 200 rồi mà chỉ là chạy nhiều khi là thua nó luôn ấy chứ. Mình xuất phát trước nó mà vẫn bị nó giết kịp. Hay nhiều khi là thua tốc chạy nó chứ. Nó chạy rất là nhanh nha anh em. Đấy, chạy rất là nhanh. Đấy, xong. Xong rồi đây anh em, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây là cái rương công trình này, anh em để ý nha. Rương hình tam giác màu đen là rương công trình nha anh em. Và rương hình tròn màu đen là rương Tết lúc. Đó là cái rương một trong bốn vật phẩm Tết nha. Đây này, bây giờ mình sẽ đi nhặt nó cho anh em xem. Anh em cần phải có cây thì mới nhặt được rương đó nha anh em. Không có cây là không nhặt được nha. Bởi vì cái hầm này thì nó free cây cho anh em. Ôi, lát rồi anh em à. Tới giờ rồi. Hầm này thì nó free cây nên là anh em phải cần cái cây này để mới nhặt được tết lúc nha. Free cây nghĩa là không cần cây anh em vẫn có thể đánh boss được. Hay. Rồi, đâu rồi. Rồi, nó lát rồi, nó cho cái gì cũng biết luôn, hình như nó cho cái yên Argentus anh em. Rồi đúng rồi đấy, nó cho yên của Argentus. Mà khá là Sida. Rồi anh em thấy mạng rất là Sida. Rồi ok, bây giờ mình rung bot nha anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rung bot này. Bot này thì anh em nào biết đánh ấy thì nhanh thôi. Rồi đây tôi còn hai cái rương để nhặt luôn. Ở đây còn hai cái rương nữa anh em à, thì mình sẽ nhặt luôn hai cái rương này. Mạng nó khá là yếu, mình ở vùng ven ấy, này mạng nó khá là yếu. Chưa về thành phố nha này, mình chưa vẫn chưa về thành phố. Này mạng nó khá là yếu. Mấy con này nó toàn cản đường thế. Rồi, bây giờ mình sẽ rung bot này, bot bên dưới nha. Anh em có thể quan sát map là không cần cây, anh em vẫn có thể thấy bot được nha. Anh em đánh bot này là anh em đừng có chủ quan nha anh em. Chủ quan với bot này là anh em sẽ toan đấy. Rồi, đây là phòng của con Mega Therium này. Anh em đứng vào cái cột cho mình, đây cái cột ở đây này, anh em đứng vào đây cho mình. Anh em đứng vào cái cột này cho mình nha. Đứng trước sau vậy đây tùy anh em, đừng đứng đâu đó thì anh em đứng. Đấy. Đứng sau hay trước chỉ là tùy nịp nha. Đây. Đây mình đứng. Ấy. Đâu rồi. Đây đây đây. Rồi ok anh em. Nó hai cái xác nó chặn mình mất, không làm không có đi qua được. Đây mình cứ đứng nằm chờ thôi. Cho nó đánh mình cái em được này. Đấy. Rồi, ok anh em ơi. Rồi, anh em thấy được một Mega Therium mà tới tận 31k máu. Rất là trâu nha anh em. Anh em mà đứng mà chém tới đâu với nó là không khác gì là nộp mạng. Rất là trâu. Rồi, ok nha. Anh em đứng vào góc như mình là được. Đấy.
Và bây giờ mình sẽ tới bốt này. Ôi, mình bị hết nước mất. Rồi, nhanh nào. Con bốt này thì mình cũng hướng dẫn cho anh em rất là nhiều lần rồi. Anh em chỉ bắn khi nó đứng trước mặt anh em thôi nha. Nhưng mà anh em cần phải đứng vào góc lát này. Đây này, cái góc này này. Đây. Đó, nó đứng trước mặt anh em là anh em bắn tự do nha. Đây. Đây. Đó, anh em nạp đạn. Nạp đạn thì nhớ chỉnh lại chỗ đứng nha anh em. Anh em nạp đạn là phải chỉnh lại chỗ đứng nha. Cứ mỗi lần nạp đạn là mình chỉnh lại chỗ đứng. Nó mà bay vòng tròn là mình không bắn nha. Mình chỉ bắn khi nó đứng ở trước mặt mình thôi. Đấy. Đứng ở đây thì cho nó dùng cái skill cả ngày rồi mình cũng không mất máu nha anh em. Đấy. Rất là đơn giản anh em nha. Đấy, góc này là rất là đơn giản. Đấy. Chúc anh em may mắn với lại hầm ngục này nha. Đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Tell me that you love me, even if it's fake.